Xin chào quý anh chị đang xem kênh. Hôm nay mình sẽ mở bán cái cây mai giảo Tân Châu. Đây là cây nguyên thủy, mai lò xo An Giang, đã thuần chậu rồi. Cái cây nó dáng nằm ngang ngang. Chúng ta nói chung là nè, cái ngọn này ta nuôi cho nó khỏe cây, mai mốt khống chế nó lại thấp thấp trên này chơi vừa, hoa rất là đẹp. Nói chung cái hoa nó này, cây này không đủ sức á, hoa nhỏ chỉ đủ sức hoa to á. Dòng Tân Châu nè, hoa rất là đẹp á, hoa giống như giảo cánh tròn vậy á. Là cây nguyên thủy á, không có ghép á. Cây nguyên thủy thì nó chỉ có một cây duy nhất thôi đó. Những cây khác thì nói chung là ghép thì nó giống nhau, còn nguyên thủy á, nó là một mình nó duy nhất thôi á, ương hộp lên nè, không có bị gì hết á. Nói chung là chỗ này da có còn xanh, không có bị cháy tuột gì hết. Chúng ta sở hữu cây này là cây này là cây duy nhất á. Cái hoa nó nhìn có duyên lắm, nó tròn 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 có duyên lắm á. Trong cái lô 10 cây mình mua thì cây này thấy hoa đẹp nhất á, và dáng cũng đẹp nhất nữa. Nên là có sưu tầm chơi lâu dài á, mặt hoa rất là đẹp. Thuần chậu rồi. À, cái này gốc á. Đây được là 14. Còn ở dưới đây như ra được là 16, ở dưới là 16. 16. Chiều cao của nó là 60. Và ngang của nó là 70. Chiều sâu của nó là 60. Ở trên nhìn xuống á, này hoa rất đẹp á. Nguyên thủy nè. À, cái này thì mình bán với giá là 3 triệu bao ship á. Nói chung là mai thì nó rất là nhiều, nhưng mà kiếm được cây nguyên thủy bông đẹp thì nó không có nhiều đâu á. Mai ghép thì bông nó mới đẹp, còn nguyên thủy mà đẹp như thế này thì số lượng nói chung là cũng có mà không có nhiều á. Cái lô 10 cây mình mua thì chỉ được có một cây này bông đẹp thôi. Ba triệu bao ship á. Nè, tiếp đây là cây số 2 á. Số 2 là cây giảo Tân Châu Rin. Cây này thì hoa nói chung là không có được như cây hồi nãy. Hoa 5 cánh 7 cánh. Nói chung nhìn cũng được á. Nói chung mai mà thấy mai nào mà nuôi lâu năm á, thì bông nó chùm chùm thôi á. Cái này thuần chậu rồi á, gần 2 năm nằm chậu rồi, đang có bông, 5 cánh 6 cánh, bông nó cũng được, không có bị lận ngược. Lò xo, cái này lò xo thì nó chuẩn, nó cây nó có duyên á. À, thùng chậu rồi. Trên đây đo được là 14. Còn cái cũ ở dưới, cái cũ dưới đo được là 29. 29 á. Có cái cũ à. Cái thân nó lượn lên á. Cái dòng khoanh này á, cái khoanh này đo được là 53. Chiều cao của nó là 80.
ngang của nó là 70 nha. Cao 80, ngang 70. Thuần chậu rồi. Chúng ta chỉ để người ta chơi thôi ha. Nằm chậu 2 tấc rưỡi lọt lòng à. À, cây số 2 này bán với giá là 3 triệu bao ship á. À, giáo Tân Châu. À, anh em nào à, hợp nhãn thì à, đem về sưu tầm á. À. 2 năm thuần chậu rồi. Khỏi có lo sống chết á. À. Lúc trước mình mua cái lô này đâu đó khoảng 1 triệu rưỡi cây. À, có cây tốt có cây xấu á. À. Giờ cái chậu này hết à, 300 ngàn. Tiền ship đâu đó cũng hết gần 500 ngàn á. À. Dưỡng gần 2 năm hả? Rồi, cây này thì bông nói chung là được thôi chứ không đẹp. Được cái dáng nó đẹp. Còn cái này thì bông phải nói là nó đẹp á. Rất là đẹp. Có duyên lắm, màu đậm. Nở hả mẹ, nở chùm 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 luôn. Cây này an tâm về mặt hoa rồi. Rồi, giới thiệu anh em hai cây á. Cây số 1 ở đó, cây số 2 giá 3 triệu một cây bao ship rồi nha. À, anh em nào nhận ở thành phố Hồ Chí Minh á, thành phố Hồ Chí Minh thì mình giảm cho 500 ngàn á. Ở với mình thì gửi xe thì chi phí nó giảm xuống thì giảm tiền lại ha. À, hai cây nha. Đây là hoa của cây mai giảo Tân Châu nguyên thủy. Hoa màu đậm, nhị đẹp. Cây nguyên thủy. Trên là chùm 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 luôn. Giảo Tân Châu quá. Rất đẹp á. Cây nguyên thủy. Giảo nguyên thủy. Rất là đẹp. Cánh hoa dũng mà.